Thưa quý vị và các bạn, trong phần 1 trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Việt Đức VTV do nhà báo Huy Thắng thực hiện, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2, kiêm Tham mưu trưởng Mặt trận Vị Xuyên đã trả lời làm rõ nguyên nhân vì sao Trung Quốc lại tấn công xâm lược Việt Nam và phải rút quân về nước trong cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ nhất năm 1979. Trong phần 2 này, Thiếu tướng sẽ nói rõ hơn vì sao Trung Quốc lại chọn Vị Xuyên để tấn công và chiếm giữ trong cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ hai và diễn biến cuộc chiến năm 1984 năm 1989 ra sao. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đánh cái Vị Xuyên lần này nó chọn một cái địa điểm mà cũng rất là hiểm yếu, mà đường rất là khó khăn, thì ta biết rằng là cái địa hình ở cái Vị Xuyên nó có khác với địa hình khác. Thứ nhất, từ ở trên biên giới từ năm 09 và 030 rồi 2 là cao dốc xuống về với Việt Nam mà hoàn toàn là gần như là đồi đá cả. Cho nên cái địa hình bên ta mà triển khai các cái lực lượng lớn để mà tác chiến là rất khó khăn. Trong khi đó bên kia biên giới của nó là vùng có thể là cao nguyên, nó có thể triển khai những cái đội hình lớn để mà tấn công ta được. Và một cái điểm nữa, tức là nếu nó đánh ở Hà Giang, chiếm được, nó thọc sâu vào đất ta, thì con đường từ Hà Giang về Hà Nội có hơn 300 cây số, chỉ có là có hơn 300 cây số, mà chỉ có một cái đường độc đạo thôi. Có thể thế giới không biết là ở đâu cả, không biết là có cái chuyện gì ở trên nó, cho nên nó vẫn có thể có điều kiện nó sẽ lấn sâu vào đất ta mà không bị lên án của thế giới. Thế giới lên án, thì đấy cũng là một cái lý do mà tại sao nó đánh như vậy chứ. Nhưng mà phải nói là rất mừng là trong 5 năm rồi, từ tháng 4 năm 1984 cho đến tháng 10 năm 1989, Trung Quốc đã huy động lần lượt tới hơn 50 vạn quân của 8 trên 10 đại quân khu, có hơn 20 sư đoàn chủ lực, hơn 170 các trung đoàn tiểu đoàn, hơn 400 khẩu pháo lớn để tấn công vào cái địa bàn của chúng ta với cái chính diện chỉ có 20 cây số, chiều sâu độ 5 cây số thôi, nhưng bị thất bại. Trong 5 năm rồi Trung Quốc không lấn sâu vào chúng ta được một cây số, và cái thương vong của họ cũng rất là lớn, tức là trên 2 vạn tên là bị thương vong. Thì phải nói là đây là một cái, và không thực hiện được cái ý đồ là lấn được, vẽ lại cái biên giới. Tại sao nó làm được cái đó? Chính là do cái ý chí kiên cường chiến đấu của bộ đội và nhân dân chúng ta. Cho nên đây, trong cái cuốn này tôi có ghi lại cái sơ đồ của cái tác chiến của cái Vị Xuyên. Thì thấy rằng là 5 năm rồi với một cái quân số hơn 50 vạn quân. Đây, hơn 50 vạn quân. Nhưng mà chỉ vào sâu chúng ta chưa đồng cây số. Cái đây xanh là của Trung Quốc, quê của ta. 5 năm rồi. Trong 5 năm rồi. 5 năm lúc mà nó vào sâu nhất là bao nhiêu ạ? Đấy, sâu nhất chưa đến một cây số. Chưa đến một cây số. Chỉ có đợt đầu là nó tập trung lực lượng lớn, mà ta chỉ có lực lượng một sư đoàn, nó 4 sư đoàn nó đánh thì nó mới vào được, chiếm được một số các cao điểm đầu tiên. Và suốt từ bắt đầu chiếm lần đầu một cái là bị ta đã chặn, từ ấy là không phát triển được thế nào. Thì phải nói thế là cái, phải nói là cái thân rất là lớn, không thực hiện được ký đồ. Thì đấy, tôi nói về cái tại sao nó đánh như Vị Xuyên, chính là như thứ hai nó đánh đấy thì lại không bị thế giới lên án. Và thứ ba nữa, lúc bấy giờ chúng ta đương rất khó khăn về cái kinh tế, mà nhất là cái thực hiện giá lương tiền năm 85, khó khăn lắm chứ. Vũ khí đạn dược chúng ta tập trung chống Mỹ hết, mà lại không có nguồn tiếp tế, chủ yếu ta tự sản xuất lấy, và còn đi gom góp lại những cái số pháo, rồi cái đạn pháo, đạn cối, đánh Mỹ, còn lại để dồn rồi đánh. Trong khi đó họ, mấy chục năm họ không đánh
không có chiến tranh. Cho nên tất cả những cái loại pháo này, cối này, những cái loại đạn của nó là quá, có thể nói là quá, quá. Cho nên nó có thể bắn một cách rất là thoải mái. Cho nên chúng mới tổng kết lại cái cuộc chiến tranh năm 84 đến 89 ấy, có ba cái nhất. Thứ nhất là quy mô lớn nhất sau cái chiến tranh chống Mỹ, là trước kia năm 79 thì nó là hơn 60 vạn quân, nó kéo dài hơn 1.000 cây số cả. Nhưng mà đây thì hơn 50 vạn quân đã lần lượt huy động, tới hơn 50 vạn quân. Thế mà ta lúc bây giờ trong chiến tranh năm 72 đánh Mỹ, ta có 6 sư đoàn chủ lực thôi. Nhưng ta đã phải huy động 9 sư đoàn chủ lực lên thay nhau chiến đấu ở Vị Xuyên. Tức là gấp rưỡi cái số lực lượng sư đoàn chủ lực của ta trong đánh Mỹ cơ mà. Với một cái mặt trận, đấy là cái thứ nhất, là quy mô lớn nhất. Cái thứ hai là có thể nói ác liệt nhất. Tôi đã trực tiếp chỉ huy chiến đấu ở Quảng Trị. Thì ta thấy rằng chỉ ở đây chỉ không có bom, chứ còn pháo của nó, pháo và cối của nó, đấy là rất là lớn. Hơn một ngày nó bắn từ 3 đến 5 vạn quả đạn pháo cối vào cái vị trí của chúng ta. Mới cái chính diện thì có là bề ngang là 20 cây số, chiều sâu độ 5 cây số. Thế thì đấy là một cái ác liệt nhất. Cho nên những cái ở đây cái chiến trường này ấy, là núi đá. Cho nên sau cái chiến tranh ấy, thì chúng tôi đi đo lại. Có những núi đá, ngọn núi đá đã bạt đi mất 3 mét. Và các khi tác chiến ấy là các cái núi đá nó vỡ trắng ra. Mà ta nhớ là chú đồng chí nhớ là đồng cư là cái lò vôi như ngày xưa nó trắng xóa. Thế thì bây giờ tất cả một cái chiến trường dài mới anh em mới gọi là lò vôi thế. Đấy tôi nói nhà báo như thế. Thì đấy cái ác liệt. Thế và sự hy sinh của chúng ta gần 5.000 là người hy sinh. Và có một ngày cao điểm nhất là ngày 12 tháng 7 năm 84 chúng ta thực hiện cái phản kích. Một ngày chúng ta hy sinh gần 800 anh em cán bộ chiến sĩ. Một ngày nhé, còn chị chưa có thế đâu. Thì đấy là cái ác liệt của như thế đấy. Và cái thứ ba là thời gian dài nhất. 5 năm. Nếu tính từ 79 nó cứ vẫn tiếp tục đánh ở chỗ này thì là 10 năm. Thế mà trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp của ta có 9 năm thôi. Cho nên chúng tôi tổng kết là ba cái nhất đấy. Một là quy mô lớn nhất. Hai là ác liệt chiến trường ác liệt. Thương vong lớn nhất. Và thời gian dài nhất. Đấy chúng tôi tổng kết là như thế. Cho nên là có thể nói là cái chiến trường Vị Xuyên là một cái trường vô cùng ác liệt. Nhưng có một cái đặc biệt. Vì cái quan hệ hữu nghị với Trung Quốc sau cái năm 1991 thì chúng ta mới lại khôi phục lại. Cái quan hệ thì chúng ta không nói với cái Vị Xuyên. Cho nên là có thể nói là nhân dân chúng ta, cán bộ chúng ta, kể cả cán bộ quân đội, hầu như người ta không biết có cái chiến tranh Vị Xuyên. Có người lại tưởng là cái Vị Xuyên là nằm trong cái 79. Có người thì bảo rằng là làm gì có chiến tranh nữa. Nhưng mà trong cái đó ta phải tiếp tục đánh nhau tới 5 năm. Nhưng mà có đặc biệt rất là khác với cái cuộc chiến tranh khác. Từ biên giới vào sâu đất Thanh Thủy 5 cây số là chiến tranh vô cùng ác liệt như thế. Một ngày nó bắn từ 3 vạn đến 5 vạn một con đợt như thế là 3 ngày nó bắn đến 15 vạn quả đạn bác vào đấy. Nhưng cách ở cái Vị Xuyên, tức là cái thói suối thủy vào đến đến Hà Giang ấy, chỉ có 10 cây số thì là dưới là vẫn là cứ chợ búa này, vẫn họp này, rồi vẫn có những cái quán bia này, dẫn karaoke, rất là bình thường. Thế thì nó khác, đặc biệt là khác. Thế nhưng mà chiến trường của chúng ta trên cái ác liệt như thế. Phải nói đây là một cái chiến tranh rất đặc biệt. Thế và tại sao chúng ta giành thắng lợi như thế? Như phải nói đây là cái ý chí kiên cường của bộ đội chúng ta và nhân dân chúng ta. Có thể nói như thế này, tôi thì trực tiếp thăm cho ngoài, nhưng mà tôi ra trực tiếp đến cái những cái chiến hào
thứ nhất của anh em. Có một lần tôi đi ra tôi kiểm tra cái chốt bốn hầm, ta với địch cách nhau chỉ có 20-30 mét thôi nhé. 20-30 mét đấy là trong này là tôi rồi 20-30 mét. Ở đấy có một trung đội của ta thôi, có cái trận địa là một trung đội đó 40 người thôi. Cả được. Anh em thấy tôi ra anh em ôm đấy, anh em người Hà Nội anh em bảo thế này, thủ trưởng ấy, người ta cứ bảo chúng em là người lính Hà Nội thì công tử cho đấy nhau, không kiên cường. Nhưng thủ trưởng yên tâm, chúng em giữ bằng được cái trận địa phận của ta, không thể nào Trung Quốc làm gì được. Mà đúng như thế, 5 năm rồi, anh em chiến đấu, hàng trăm đồng chí hy sinh. Nhưng cái trận địa 4 hầm cách 20-30 mét thôi, địch có thể ngày 2-3 lần đánh ta, hàng mấy lần, gấp mấy lần chúng ta, nhưng vẫn kiên cường cho đến khi thằng Trung Quốc phải rút quân. Đấy, tôi nói là như thế. Hay là có những cái chiến sĩ của chúng ta, người ta ở cái đặc điểm ở đấy thì nó có từ cái trên trận địa xuống là không có nước, mà xuống vâng, Thanh Thủy. Dạ, vâng. Có nơi hàng cây số, có đi nửa ngày mới có nước. Vâng. Thế thì anh em phải gùi nước lên, mỗi ngày chỉ được có một lít nước thôi, một người thôi. Vâng. Thế rồi cứ thay phiên nhau độ 2-3 ngày thì lại cho xuống cái thôi Thanh Thủy để tắm rửa, xong lại lên. Nhưng mà đặc biệt là hầu như không có lính đào ngũ. Không có đào ngũ. Anh em lên, gặp anh em chiến đấu hy sinh, vuốt mắt anh em lại, xong rồi lại vác súng ra thế nào, chiến đấu. Cho nên nó kiên cường như thế, cái nó đặc biệt như thế, đến Việt Nam. Cho nên có thể nói là vừa rồi ấy, kết thúc 30 năm chiến thắng Vị Xuyên và 40 năm chiến thắng của phía Bắc của chúng ta năm 79 ấy, thì chúng tôi có họp mặt với nhau và đã đánh giá lại. Và tôi thay mặt anh em đã chiến đấu ở năm 79 và đặc biệt năm nay viết lại một số những cái chủ trương về chiến lược, chiến dịch và cách đánh của ta và sự hy sinh của chiến đấu kiên cường của chúng ta rồi của nhân dân ta như thế nào, tổng hợp lại để lưu lại thay cho những cuốn sử mà hiện nay chưa được viết. Để cái này là vô cùng quý. Vâng. Và đây có thể nói là cuốn sách thứ nhất đầu tiên là viết tương đối toàn diện và có hệ thống về hai cái cuộc chiến tranh. Đấy, tôi xin nói với nhà báo một số. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã được nghe Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy trả lời đáp ứng những câu hỏi mà bấy lâu nay chúng ta còn thắc mắc. Và kết thúc cuộc phỏng vấn, nhà báo Huy Thắng vô cùng hạnh phúc khi được Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy tặng cuốn Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên. Các cựu chiến binh đã từng chiến đấu, tham gia giải phóng dân tộc và bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam hiện nay ở xa Tổ quốc, phải cố gắng tuân thủ mọi cái điều pháp luật của thời đại và phát huy cái truyền thống để mà xây dựng kinh tế này, gia đình này, rồi các cháu học giỏi về xây dựng đất nước. Vâng ạ, xin cảm ơn Thiếu tướng và thay mặt cho Hội cựu chiến binh Liên bang Đức và Hội cựu chiến binh Việt Nam ở Berlin, Brandenburg xin nhận cuốn sách Hồi ký chiến tranh Vị Xuyên này của Thiếu tướng và nhà báo Huy Thắng hứa là sẽ truyền tải cái cuốn sách này đến với tất cả kiều bào và đến với các cựu chiến binh tại Cộng hòa Liên bang Đức. À, xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và hẹn gặp lại trong các phóng sự tiếp theo.